Chào các bạn, trong video trước chúng ta đã sử dụng chương trình AutoCAD 3D 2013 để tạo nên một cầu thang có hình dạng sắn trong ốc. Trong ví dụ ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng chương trình AutoCAD 3D 2013 để tạo nên một cầu thang có hình dạng khác nữa, như trên màn hình của các bạn đây. Để thực hiện ví dụ này thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng chương trình AutoCAD với phiên bản thấp nhất 2012. Thì các phiên bản mới sau này của chương trình AutoCAD cung cấp cho chúng ta những công cụ dựng hình rất là mạnh mẽ, giúp cho các bạn có thể thao tác nhanh hơn và dễ dàng hơn. Quay trở lại với ví dụ ngày hôm nay, mục đích của ví dụ này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các công cụ tạo khối 3D từ các đối tượng 2D, điển hình như các lệnh Extrude, Lathe, Revolve và Sweep. Vì vậy, về ý tưởng thực hiện thì trước tiên, giai đoạn thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng các lệnh tạo đối tượng đơn tuyến, tạo đường đơn tuyến để tạo nên hệ khung cho cầu thang. Sang giai đoạn thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng các lệnh tạo khối 3D từ các đối tượng 2D để tạo nên hình khối cho cầu thang này. Như vậy, để làm sao có thể tạo ra được hình dạng của thân thang cũng như chi tiết các bậc thang và các tay vịn thì mời các bạn theo dõi ở các thao tác sau đây. Để thực hiện thao tác thứ nhất, chúng ta nên đảm bảo chúng ta đã ở hướng nhìn top view. Sau khi đã ở trên hướng nhìn top view, thao tác thứ hai, chúng ta sử dụng lệnh circle để tạo ra một đường tròn có bán kính là 2000 đơn vị. Sau khi thực hiện xong thao tác thứ hai, sang thao tác thứ ba, chúng ta tiếp tục sử dụng lệnh circle một lần nữa để tạo ra một đường tròn có tâm trùng với tâm của đường tròn ban đầu và có bán kính là 2800 đơn vị. Sau khi có được hai đường tròn đồng tâm với nhau, chúng ta qua thao tác thứ tư. Thao tác thứ tư, chúng ta sẽ khai báo lệnh line để tạo một đường thẳng. Với điểm đầu tiên của đường thẳng sẽ trùng với vị trí tâm hai đường tròn. Và điểm cuối của đường thẳng sẽ được xác định bằng cách sau đây. Đường thẳng sẽ có chiều dài là 2800 đơn vị. Và góc hợp bởi đường thẳng và trục OX trong trường hợp này chúng ta sẽ cho là âm 120 độ. Như vậy, mục đích của đường thẳng này sẽ đóng vai trò là đối tượng chỉ điểm cho đường dẫn của cầu thang này. Và thao tác cuối cùng trên hướng nhìn top view, chúng ta khai báo lệnh rectangle, tạo ra một hình chữ nhật có kích thước của cạnh nằm ngang là 800 đơn vị và kích thước của cạnh thẳng đứng là 200 đơn vị. Hình chữ nhật này sẽ đóng vai trò là đối tượng mặt cắt cho thân thang. Đến đây chúng ta đã thực hiện xong tất cả các thao tác trên hướng nhìn top view. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển từ hướng nhìn top view sang hướng nhìn 3D chuẩn SW Isometric. Tại hướng nhìn 3D chuẩn này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh Helix để tạo ra đường dẫn cho thân thang. Thao tác đầu tiên, các bạn khai báo lệnh Helix trên thanh Command Window. Vị trí tâm của Helix Centerbone, chúng ta sẽ xác định trùng với tâm của hai đường tròn. Base Radius, bán kính trong của Helix, sẽ được xác định bằng cách chúng ta click trái chuột vào vị trí giao điểm giữa đường thẳng và đường tròn có bán kính là 2000 đơn vị, tại vị trí ngay đây. Tương tự như vậy, Stop Radius, bán kính đỉnh của Helix, chúng ta cũng click tại vị trí giao điểm của đường thẳng với đường tròn có bán kính 2000 đơn vị. Trước khi khai báo thông số chiều cao cho Helix, chúng ta cần phải khai báo số vòng xoắn. Để khai báo số vòng xoắn, chúng ta nhập T Enter trên thanh Command Window. Và số vòng xoắn chúng ta sẽ quy định là 1 vòng xoắn.
Chiều cao của hai list này trong ví dụ cầu thang sẽ là 4.000 đơn vị. Như các bạn có thể thấy, vị trí giao điểm giữa đường thẳng và đường tròn có bán kính 2.000. Tại vị trí giao điểm sẽ đóng vai trò là đối tượng chỉ điểm cho đối tượng hai list. Đối tượng hai list của chúng ta có điểm bắt đầu là tại vị trí giao điểm giữa đường thẳng và đường tròn. Đến đây chúng ta đã xong giai đoạn thứ nhất, tạo xong các đối tượng đơn tuyến cho cầu thang. Qua giai đoạn thứ hai, chúng ta sẽ ứng dụng các lệnh tạo khối 3D từ các đối tượng 2D để tạo nên hình khối cho cầu thang chúng ta. Thì thao tác thứ nhất, chúng ta sẽ dùng lệnh sweep để chúng ta sweep hình chữ nhật đóng vai trò là đối tượng mặt cắt theo đường dẫn helix. Sau khi sử dụng lệnh sweep, chúng ta sẽ có được hình dạng 3D của thân thang. Về cách thực hiện, trước tiên các bạn khai báo lệnh sweep trên thanh command window. Thao tác thứ hai, dòng command yêu cầu chúng ta hãy xác định đối tượng đóng vai trò là mặt cắt của thân thang. Chúng ta click chọn hình chữ nhật. Thao tác thứ ba, trước khi chúng ta click chọn đường dẫn cho thân thang, chúng ta nên khai báo vị trí tiếp xúc giữa đối tượng mặt cắt và đường dẫn baseball. Vị trí tiếp xúc trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn góc trên cùng bên phải của hình chữ nhật. Và thao tác cuối cùng chúng ta click chọn đường dẫn, đó chính là đối tượng helix. Đến đây các bạn đã có thể tạo được ra hình dạng của thân thang. Sau khi có được hình dạng của thân thang là một khối rắn, thao tác tiếp theo chúng ta sẽ chia thân thang này ra thành nhiều mô đun nhỏ hơn. Các mô đun đó sẽ đóng vai trò là các bậc thang sau này. Sau khi hoàn thành xong về hình dạng của thân thang, chúng ta chuyển từ hướng nhìn SW Isometric sang lại hướng nhìn Top View. Để tạo ra được các bậc thang, chúng ta sẽ sử dụng lại đường thẳng đóng vai trò là đối tượng chỉ điểm ban đầu. Từ đường thẳng này, chúng ta sẽ sử dụng lệnh Array và chúng ta chia đều đường thẳng này xung quanh cuộc đường tròn. Khi đó, khoảng cách đối tượng giữa hai đường thẳng sẽ đóng vai trò là kích thước cho bậc thang của chúng ta. Về cách thực hiện, trước tiên các bạn khai báo lệnh Array trên thanh Command Window. Thao tác thứ hai, chúng ta click chọn đường thẳng. Và thao tác thứ ba, chúng ta chọn Polar, tạo dải tròn. Với tâm xoay chính là vị trí tâm của hai đường tròn. Trên mục Item trên thanh Ribbon, chúng ta khai báo 30 đối tượng. Và góc xoay sẽ là 360 độ. 30 đối tượng đường thẳng này sẽ xoay quanh một đường tròn và chia đều ra thành nhiều mô đun nhỏ. Khi đó, mỗi mô đun sẽ đóng vai trò là mỗi bậc thang của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ chia khối rắn của thân thang thành nhiều mô đun nhỏ bằng cách chúng ta sử dụng lệnh cắt slide. Để sử dụng lệnh cắt slide, thao tác thứ nhất, chúng ta khai báo lệnh slide trên thanh command window. Thao tác thứ hai, chúng ta click chọn khối rắn, đó chính là thân thang. Và thao tác thứ ba, chúng ta sẽ click chọn hai điểm để tách thân thang này ra thành hai đối tượng riêng biệt. Khi đó, điểm thứ nhất, chúng ta click một điểm bất kỳ trên đường thẳng này. Và điểm thứ hai, chúng ta tiếp tục click một điểm khác cũng thuộc đường thẳng chứ điểm ban đầu. Và chúng ta enter để chúng ta giữ lại cả hai bên sau khi cắt. Sau khi thực hiện xong thì các bạn có thể thấy được lệnh slide đã chia thân thang của chúng ta thành hai phần. Để thực hiện lệnh slide thì các bạn nhớ đảm bảo chúng ta phải ở trên hướng nhìn 2D, Top View.
Tiếp tục như vậy, chúng ta thực hiện lệnh slide một lần nữa cho tất cả các bậc thang. Slide. Chọn đối tượng là thân thang. Click 2 điểm đóng vai trò là đối tượng cắt. Và Enter. Khi đó các bạn có thể thấy được, đây, chúng ta đã tạo ra được một module nhỏ cho bậc thang sau này. Thực hiện tương tự như vậy cho hết tất cả các bậc thang còn lại. Slide. Chọn đối tượng thân thang. Click 2 điểm. Đóng vai trò là đối tượng cắt và Enter. Tương tự như vậy, slide. Chọn đối tượng thân thang. Click 2 điểm và Enter. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi các bạn chia xong cho tất cả các bậc thang của chúng ta. Đến đây chúng ta đã chia xong phần thứ nhất của thân thang. Tiếp tục chúng ta chia cho phần thứ hai của thân thang với cách thực hiện tương tự. Slide. Chọn thân thang. Xác định hai điểm trên đường thẳng. Đóng vai trò là đối tượng cắt và Enter giữ lại cả hai. Tương tự như vậy, slide. Chọn đối tượng thân thang. Click chọn hai điểm đóng vai trò là đối tượng cắt và giữ lại cả hai. Slide. Và cho bậc cuối cùng. Xong, đến đây chúng ta đã chia xong một module ban đầu thành nhiều module nhỏ hơn. Từ các module nhỏ này chúng ta sẽ xử lý thành từng bậc thang cho chúng ta. Sau khi đã dùng lên slide chia xong từ một module lớn thành nhiều module nhỏ, chúng ta sẽ chuyển từ hướng nhìn top view sang lại hướng nhìn 3D chuẩn SW Isometric. Tại hướng nhìn này các bạn có thể nhìn rõ hơn về không gian 3D của bậc thang. Trước khi thực hiện các thao tác khác, chúng ta sẽ kiểm tra lại các mô đun bậc thang chúng ta vừa chia được. Sau khi click chọn mô đun dưới cùng, chúng ta có thể quan sát được mô đun dưới cùng và mô đun trên cùng. Sau khi thực hiện lệnh line, hai mô đun này còn có mối quan hệ với nhau. Để giải quyết trường hợp này, chúng ta cần tách hai đối tượng này ra. Để tách hai đối tượng không có điểm chung trong AutoCAD 3D, chúng ta sẽ sử dụng lệnh separate. Khai báo lệnh separate trên panel Solid Editing và chúng ta click chọn vào khối solid chúng ta cần tách. Lúc này các bạn có thể quan sát được hai đối tượng trên và đối tượng dưới không còn có mối quan hệ chung nữa, và chúng ta tiến hành delete đi đối tượng phần bên trên chúng ta không sử dụng. Để dễ quan sát trong quá trình vẽ, các bạn có thể sử dụng Orbit để chúng ta quan sát ở những góc độ khác nhau của hình khối chúng ta. Đến đây chúng ta đã chia xong từ một module ban đầu thành nhiều module nhỏ hơn. Thao tác tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện từ các module nhỏ này tạo ra hình dạng của từng bậc thang. Để thực hiện được điều đó thì các bạn đảm bảo các bạn phải ở hướng nhìn Front. Sau khi chúng ta đã ở hướng nhìn Front,
chúng ta tiếp tục sử dụng lệnh slide để chúng ta tạo từ một module này thành hình dạng của bậc thang của chúng ta. Thì để dễ trong quá trình thao tác, chúng ta sẽ chuyển từ giống hàng theo phương pháp Bowler sang hướng nhìn và phương pháp Auto. Thao tác thứ nhất, chúng ta khai báo lệnh slide trên thanh command window. Thao tác thứ hai, chúng ta sẽ click chọn module thứ nhất dưới cùng. Sau khi chọn module thứ nhất, chúng ta sẽ click hai điểm đóng vai trò là đối tượng cắt. Với điểm đầu tiên sẽ là vị trí như các bạn có thể thấy trên màn hình. Điểm thứ hai, chúng ta sẽ giống ngang theo phương OX. Đối tượng cắt của chúng ta sẽ song song với phương OX. Và chúng ta cần giữ lại phần bên dưới, khi đó chúng ta sẽ click vào miền phía dưới của module thứ nhất. Như các bạn có thể thấy, lệnh slide sẽ bỏ đi phần bên trên và giữ lại phần bên dưới. Thực hiện tiếp tục như vậy cho tất cả các module còn lại. Slide. Chọn module thứ hai. Click chọn điểm thứ nhất như trên màn hình. Song song với OX, và chúng ta click chọn điểm thứ hai sẽ đóng vai trò là đối tượng cắt và giữ lại phần bên dưới. Slide. Chọn module thứ ba. Điểm đầu. Điểm thứ hai và giữ lại phần bên dưới. Slide. Chọn module. Vì lúc này tại các module chứa rất nhiều điểm truy bắt nên các bạn hãy đảm bảo rằng các bạn đã chọn đúng điểm khi các bạn slide để đảm bảo trong quá trình vẽ được chính xác hơn. Slide. Tiếp tục như vậy cho đến khi hết tất cả các module. Tại vị trí các góc khuất này, chúng ta có thể chuyển sang hướng nhìn left. Khi đó các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Slide. Chọn module tiếp theo. Chọn điểm thứ nhất. Slide. Hãy cẩn thận trong quá trình sử dụng slide, vì chúng ta rất hay click sai điểm đóng vai trò là đối tượng cắt. Khi chúng ta click sai điểm thì đối tượng cắt sẽ hiểu sai về mặt phẳng chúng ta cần cắt, sẽ tạo ra hình khối không theo như yêu cầu của chúng ta. Đến đây chúng ta đã thực hiện xong về tất cả cách tạo ra tất cả các bậc thang. Sau khi tạo ra xong tất cả các bậc thang, các bạn nên chuyển về hướng nhìn 3D chuẩn SW Isometric để chúng ta có thể quan sát tổng thể.